Các anh chị thân mến, có rất nhiều người họ đã học tiếng Anh nhiều năm mà không nói được tiếng Anh. Một trong những lý do là họ không nhớ được từ vựng và họ không nhớ được các cái mẫu câu. Và tôi có một cái chương trình rất rất là đặc biệt, nó có tên là 1000 từ đi khắp thế gian. Các anh chị thân mến, và bài tập số 2 các anh chị phải làm được, đó là các anh chị chuyển, bài tập số 1 là chúng ta chuyển từ số 0 tới số 9 thành 10 cái con số khác nhau, được không? Số 0 là chữ S, số 5 là chữ L, số 9 là chữ B. Đấy. Bây giờ là bài tập 2 này chúng ta phải chuyển xem là chữ S thì nó là viết tắt của chữ gì đầu tiên, nó là chữ gì đầu tiên. Ví dụ như đối với tôi là chữ S, đối với tôi là sôi, tức là bình nước sôi các anh chị. Đó. S nè, là viết tắt của chữ sôi. Đấy. Tương tự như vậy, đối với tôi là chữ T. Chữ T là viết tắt của tôi, đó là chữ gì? Các anh chị là chữ gì? Các anh chị tự ghi ra. Điều tuyệt vời nhất là anh chị tự nghĩ nha. Theo các anh chị, chữ tờ. Tờ là viết của cái từ gì? Mà là danh từ. Động từ, tính từ cũng được, nhưng mà tốt nhất là danh từ. Vậy thì đối với tôi, chữ tờ là danh từ, là trái tim. Đối với tôi là số 1 là yêu thương. Đối với tôi nhớ trong đầu tôi là số 1 là phải yêu thương, trái tim. Rồi, số 2 là đối với tôi là chữ N. Chữ N thì đối với tôi là cái gì? Đối với các anh chị là cái gì? Nếu các anh chị là cái gì, các anh chị tự ghi xuống nha. Cái của các anh chị mới quan trọng. Còn đối với tôi, chữ N đó là cái nón để mình đội trên đầu. 3 thực là chữ M. M thì đối với các chị là cái gì? Tùy các anh chị nha, nhớ là cái hình của mình là quan trọng nhất. Chứ đừng có tập trung vào cái hình của người khác nha, tại hình của mình mới là dễ nhớ. Mà hình gì cũng được hết á. Thì đối với tôi, chữ M là cái môi, cái miệng của mình á. Và 4 tức là chữ R. R là đối với các chị là R là cái gì? Cái gì cũng được hết á, tùy các anh chị ghi xuống đi. Các anh chị ghi bất cứ cái gì các anh chị muốn ghi xuống. Và sau đó còn đối với tôi, R là cái rổ nha, cái rổ để mình đựng rau á. Và 5 là chữ L. L đối với các chị là cái gì? Các anh chị tự nghĩ ra nha. Còn đối với tôi, L là cái lò, tức là cái lò nướng V3 đó, cái lò mà microwave á, để mình hâm thức ăn ấy. Đối với tôi đó là số 5. Khi mỗi lần nói tới số 5 là tôi nghĩ tới cái lò nướng đó. Nhưng mà để mà ghi ra cái lò nướng đó thì tôi phải chuyển nó qua một cái bước trung gian, đó là chữ L. Số 6 đối với các anh chị là gì? G. G là gì? G là viết tắt của chữ gì đâu, đằng sau đó là chữ gì? Tùy. Nghĩ ra cái gì thì tự ghi xuống. Tôi là tôi nghĩ tới cái gối. Gối là để mình nằm ngủ á. Rồi tiếp tục như vậy thì chữ S, xin lỗi, số 7 là chữ K. K là cái gì? Đối với tôi là cái kéo để mình cắt. Đối với tôi thấy số 7 cái là nó ra hình cái kéo này. 8 là chữ V. V các anh chị nghĩ đó là chữ gì? Chữ gì cũng đúng nha. Tôi nói là chữ gì cũng đúng. Các anh chị nên dùng chữ của các anh chị. Còn tôi là V, là đối với tôi là con vịt. Con vịt. Và cuối cùng là chữ B. B đối với tôi là con bò. Còn đối với các anh chị là con gì tùy. Hoặc là một cái gì đó, một con gì đó, hoặc một con người nào đó, tùy các anh chị. Đó là cái bài số 2 các anh chị cần phải làm. Tức là các anh chị chuyển số 0 thành chữ S là bài số 1, nhưng mà từ 0 mà thành chữ sôi là bài số 2. Rồi tương tự như vậy thì tới số 10. Số 10 là chữ tờ với chữ L, tờ với chữ S đúng không? Tờ sờ. Các anh chị tưởng tượng xem tờ sờ là cái gì. Các anh chị nghĩ ra cái gì thì các anh chị ghi xuống cái đó. Đối với tôi là tôm sú. Tôm sú, tức là con tôm sú á. Tương tự như vậy, tờ, tờ thì là cái gì? Tùy các anh chị. Các anh chị nghĩ ra chữ tờ, tờ là cái gì? Tùy các anh chị. Tôi là tôi nghĩ ra chữ tề thiên. Tề thiên là hai chữ tờ, tờ, tức là tôi nghĩ tới tôn ngộ không bay nhảy lung tung là số 11. Tương tự như vậy, đối với tôi số 12 là tờ n. Tờ n là đối với tôi là cái chữ là tài năng. Tài năng thì tôi rất là ngưỡng mộ và thích ông Bill Gates. Nên là đối với tôi số 12 là ông Bill Gates ha. Ông Bill Gates chính là số 12 của tôi. Tương tự như vậy, các anh chị lên tới số là ví dụ như là 52. 52 là chữ L và chữ N. Vậy là LN là cái gì? Các anh chị nghĩ ra cái gì không? L với N thì các anh chị ra từ gì? Tôi là tôi ra từ lông nách. Có nhiều người nghe từ lông nách các anh chị thấy gớm ha. Bao nhiêu thứ tốt đẹp cũng nói tới cái lông nách nghe kinh thế. Nhưng mà các anh chị thân mến, là về phương pháp siêu trí nhớ là phải vui, phải hài hước thì mới dễ nhớ được. Chứ học mà căng thẳng mà giáo điều là khó nhớ lắm. Siêu trí nhớ là như vậy đó. Khi chúng ta vui thì chúng ta thấy cái não của mình. Nên mỗi lần mà tôi nghe số 52 là tôi liên tưởng tới một người bạn của tôi. Ngày trước cổ đi dạy. Cổ dạy cái rồi cái tự nhiên cái cổ đưa tay nói tôi. Cái cổ đưa cái tay lên. Ban đầu cổ mặc cái áo vest đàng hoàng lịch sự. Nhưng mà sau khi giảng một tiếng hai tiếng thì cổ nóng. Cổ nóng nên cổ bỏ cái áo vest ra. Và ở trong là một cái áo cấm, áo đầm mà gọi là ngắm tay. Và khi mà cổ đứng giảng trước rất là nhiều sinh viên như vậy, mấy trăm sinh viên, và cổ hỏi là ai đồng ý với cô thì đưa tay nói tôi. Thế là cô đưa tay lên và ở dưới là tôi và các thầy ngồi nhìn lên trông rất là tức cười ha. Tại vì cổ
chắc là cô này cũng mê làm việc lắm, cô không để ý tới cái thân thể nữa. Nhiều khi cô để cho cái lồng nách nó dài ra cả khúc, mà khi mà đưa tay lên như vậy thì làm cho tôi nhớ cái kỷ niệm đó rất là vui. Các thầy ngồi dưới cười quá chừng quá đất ha. Và mỗi lần mà nói tên số 52 là tôi liên tưởng tới cái cô giáo bạn tôi, cái cô này ha. Tương tự như vậy, sền số 55 là LL là cái gì chứ? LL là cái gì? Anh chị nghĩ ra cái gì đây? Cái lưỡi lam nha. Chứ đừng có thấy 52 là lông nách rồi tới 55 là ra lông khác, thì không phải. 55 là mình nghĩ tới cái lưỡi lam là LL, được không? Các anh chị cần phải hài hước và vui nhộn trong cái việc mà mình nghĩ ra, chứ đừng có quá sức là ngồi suy nghĩ theo kiểu luận lý logic cực lắm ha. Và cuối cùng, ví dụ như tôi nói là 99 là hai chữ bờ bờ, thì các anh chị nghĩ ra cái gì? Bà bầu, đúng không? Nghĩ tới bà bầu, một cái bà mà có bùng bầu là bà bầu. Thì các anh chị có thể nghĩ ra bất cứ cái gì, cứ nhớ là một con số. Bài tập số 2 này tôi yêu cầu một con số nó phải ra một cái hình, còn bài tập số 1 là một con số nó ra một cái chữ. Rồi bài số 2 là bước lên một bước cao hơn, đó là một con số đi qua cái chữ rồi thì phải ra được một cái hình. Hình đó có thể là danh từ, động từ, tính từ, tùy. Có thể là người, là vật, tùy các anh chị nha. Nhưng mà phải có một cái hình. Và nhớ nè, không được có hai cái hình trùng nhau nha. Ví dụ như là có người nói là số 1 của họ là tờ, tờ đối với họ là tiền. Xong rồi đến chừng số 19 là tờ bờ thì họ lại nói là tiền bạc. Trời ơi, vậy là hai cái đó nó là một rồi đó. Một bên là tiền, rồi còn tiền bạc nữa, thì khi mà người ta gọi con số 1 và con số 19 mình sẽ bị mâu thuẫn với nhau. Đó, vì vậy nhớ là tiền, nếu đã nói tiền rồi thì thôi. Và số đối với tôi, 89 đối với tôi là vờ bờ thì là vàng bạc. Còn đối với 19 của tôi là tiền bạc. Vậy tiền bạc với vàng bạc là khác nhau lắm á. Tiền bạc là một đống tiền, còn vàng bạc là một đống vàng. Tôi nghĩ tới một đống vàng. Tức là hai cái khác nhau. Ý tôi muốn nói là các anh chị phải chuyển cái bài tập 2 này là phải chuyển con số thành một cái hình và phải khác nhau. Mỗi số một hình, mỗi số một hình. Các anh chị phải làm được bài tập này thì các anh chị mới nhập trại để học 5 ngày với tôi được. Nếu các anh chị không có học được từ 0 đến 99 thì các anh chị không thể nào mà tham gia cái trại huấn luyện 5 ngày được. Và nếu các anh chị có thời gian thì hãy ngồi tự sáng tác. Điều tuyệt vời nhất vẫn là tự mình sáng tác. Tôi nhắc lại là mình phải là người nên làm, chứ không phải là dùng của ông thầy. Dùng của ông thầy cũng được, nhưng mà dùng của mình thì nó tốt hơn. Được không các anh chị? Cảm ơn các anh chị, và nếu các anh chị làm xong bài tập này thì chúng ta sẽ qua bài tập số 3. Hẹn gặp lại các anh chị.